nóng quá anh ơi, cho em xin cốc nước anh ơi. Đây, có luôn, có luôn. Đây, chú uống nước đi. Dạ, em xin cảm ơn. À, đá quá. Lắng lùi thế này chắc quán anh đông khách lắm nhỉ. Ui, cũng không được là bao đâu. Anh kiếm tiền là kiếm tiền ở mảng khác. Thế dạo này chú vẫn đi làm phụ hồ chứ hả? Dạ, em vẫn đi làm phụ hồ. Đang tính đổi công việc mà chưa thấy việc là phù hợp. Vẫn làm hồ à? Hiếu ở em, hôm qua là chú đỏ lắm đấy nhá, nghe anh chỉ cái là hốt lộc lá ngay. Dạ vâng ạ, cũng đỏ được tí anh ạ. Đây, 50 triệu của chú đây, không thiếu một đồng. Dạ vâng em xin ạ, hôm qua em được ăn thì em gửi anh 2 triệu tiền lộc anh ạ. Anh ạ. Ờ, thế anh xin nhá. Dạ vâng thôi, tối nay có kèo gì ngon thì anh cứ chỉ em lộc lá anh đầy đủ anh ạ. Ừ. Vâng vâng, thôi em về đây anh nhá. Ờ, thế em chào anh nhá. Vâng, bắt thay anh cái đỏ. Vâng vâng, em chào anh nhá. Đi cẩn thận đấy. Chào anh nhá. Về nhá. Em về đây. Đi cẩn thận đấy. Vâng vâng. Chú thấy không, kiếm tiền nó đơn giản lắm. Phải dùng cái đầu này. Cứ như chú thì bao giờ mới có nhà lầu sẽ đẹp. Thằng Hiếu này ấy, nó nghe anh một tuần ăn 5 trận, ngày nào cũng ra anh để mang tiền về. Dạ. Thế là cá độ bóng đá hả anh? Đúng rồi. Chú cứ thích đội nào, đặt cửa trên hay cửa dưới, sau trận cứ ra anh mà đem tiền về. Dạ, anh cho em gửi tiền nước anh ơi. Thôi, có chén nước đáng là bao. Chú cứ thỉnh thoảng ra đây chơi, anh chỉ cho cách mà làm ăn. Kiếm tiền nó đơn giản lắm, phải dùng cái đầu này. Cứ như chú thì bao giờ mới có nhà lầu sẽ đẹp. Thằng Hiếu này ấy, nó nghe anh một tuần ăn 5 trận, ngày nào cũng ra anh để mang tiền về. Thằng này, tao để ý mày mấy hôm nay rồi nha. Tao ra việc từ sáng sao mày vẫn chưa xong? Cứ tí mày lại ra ngồi. Mày có làm được không thì bảo. Em mệt em nghỉ một tí làm gì mà làm căng vậy? Mày có làm được thì làm, không làm được thì cút. Cút thì cút. Chồng đi làm về rồi à? Sao hôm nay chồng về sớm thế? Chồng bỏ làm chỗ thằng Long chủ thầu ấy ạ. Sao lại bỏ? Công việc vất vả quá à? Không. Mà nhà mình còn tiền không vợ? Chồng nhìn nhà mình xem thế này lấy đâu ra tiền. Vợ thì yếu, chỉ lượm ve chai đủ trang trải hai vợ chồng mình thôi. Chồng không muốn nhà mình nghèo má như thế này đâu. Mà chồng cũng không đi làm hồ nữa đâu. Vừa hại sức vừa không được bao nhiêu tiền sắt. Giờ chồng muốn có tiền để làm ăn. Thôi, chồng không nói chuyện với vợ nữa đâu. Nói với vợ, vợ chả hiểu. Thôi, chồng đi đây. Anh. Cho em cướp trà đá anh. Đợi anh một tí nhá. Thế hôm nay không đi làm hả em? Dạ, hôm nay em được nghỉ anh ạ. Đây, nước của em đây. Uống đi. Alo. Chú hôm qua là đỏ lắm đấy nhá. Hôm nào chú nghe anh là ăn 100%. Hôm nay bắt đội nào hả? Hôm nay cửa dưới. Cửa dưới nhá. Cửa dưới đấy. Thôi. Để anh ơi, cho em gửi tiền nước anh ơi. Thôi, đi đi. Tiền lòng gì đáng bao nhiêu đâu mà. Dạ, em cảm ơn. Thỉnh thoảng ghé qua anh nhá. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Đi nhá. Dạ, thỉnh thoảng qua đây. Thế nào em, mấy hôm nay anh đi vắng thì ở nhà có việc gì không? Dạ anh ơi, người vay của chúng ta toàn nông dân thôi. Chúng ta lấy lãi suất như ngân hàng anh ạ. Tốt. Đây là người dân ở đây đóng lãi rất đầy đủ anh nhé, anh yên tâm. Tốt.
Như thế thì ở đây ấy, đều là tình làng nghĩa xóm với anh em mình. Dạ. Nên giúp được ai thì cứ giúp. Chào các anh. Ngồi đi em. Sao? Đến đây có việc gì thế em? Dạ, em nghe bảo các anh cho vay tiền cho nên em đến đây em vay tiền anh ạ. Thế em vay với số tiền bao nhiêu nhỉ? Em vay 50 triệu anh ạ. 50 triệu? Dạ. 50 triệu với bọn anh ấy, đi cho vay thì thực ra là quá nhiều. Thế em có gì tín chấp không? Dạ, em có chứng minh thư đây ạ. Đưa anh xem. Thư côn ạ? Như này em cùng quê với anh đấy. Thôi được rồi. Hưng, xem đi rồi bảo em viết giấy tờ đưa tiền cho nó. Em viết lợn anh. Rồi em đọc qua đi, rồi cứ đến ngày tháng thì em đóng lại cho bên anh nhé. Chuẩn rồi đấy. Dạ, dạ. Đây kìa em đấy. Dạ, dạ. Xong. Ok. Dạ, thế thì chào các anh. Ok, em về nhé. Ô, chú dạo này nước ở quán anh ngon hay sao mà đến liên tục ý nhỉ? Anh ơi, nay có trận nào ngon cho em theo với. Chú mà chơi cái mảng đấy cơ à? Hôm nay chú mà nghe anh ăn 100%, cứ đặt cửa trên. Ăn không anh? Ăn. Anh làm ăn bao nhiêu năm nay rồi chưa đoán sai lần nào. Cứ cửa trên cho anh. Dạ. Vậy thế hôm nay anh cho em theo anh cửa trên 50 triệu thôi. Nhiều gớm nhỉ. Ê, anh xin nhá. Dạ. Ê, tối cứ ra đây mà lấy tiền. Uống nước đi chú. Dạ dạ. Này em xin. Ôi giời ơi. Mấy giờ? Ôi giời ơi, sắp hết giờ rồi, không biết thắng hay thua rồi. Ôi giời ơi. Thua à rồi. Kìa kìa. Chút chút. Ôi giời, tê mà xuất ra ngoài. Thua mẹ ơi. Trời ơi. Trời ơi, tiền đâu mà giả cái sao bây giờ. Trời ơi. Tiền đâu mà giả chúng nó bây giờ. Sao thế, có chuyện gì thế anh? Em mày biết cái gì? Đi vào trong nhà nấu cơm đi. Tình hình sổ sách thế nào đây ạ? Là anh em mọi người đóng lại rất đầy đủ anh ạ. Một số người đã thanh toán hết hợp đồng rồi. Chỉ còn mỗi anh Côn thôi anh ạ. Là sao? Anh ơi, đã quá 7 ngày cũng chưa thấy Côn qua đây đóng lại anh ạ. Còn bọn em nên làm, không nên làm được. Thế em đã tìm hiểu về gia đình Côn như thế nào chưa? Là anh ơi, nghe anh em trong làng nói bảo là anh Côn đã bỏ làng rồi. Rất đam mê cờ bạc anh ạ. Đặc biệt là cá bộ bóng đá anh ạ. Lẽ ra chúng ta không nên cho những bọn cờ bạc vay, vì rất là khó đòi lại. Vâng. Thôi, khả năng lần này anh em chúng ta phải đi một chuyến. Vâng. Anh ơi, đây nhà anh Côn anh ạ. Nhìn ra cảnh thế này mà vẫn ăn chơi thế nhỉ? Ôi anh ơi, ai bị làm sao kìa? Chị ơi, chị ơi, có sao không chị? Tôi không sao, các chú tìm ai đấy? Chị, anh Côn có vay không? Bọn em là bạn của anh Côn, chúng em hôm nay đến chơi với anh Côn chị ạ. Anh Côn có nhà không chị? Chồng tôi đi làm đâu, mấy hôm nay đâu có về đâu, tôi đau ốm không tìm được. À, khi nào mà anh Côn về thì chị nhắn là có em Ngọt đến thăm nhá chị nhá. Vâng ạ. Vâng, thì em chào chị nhá. Em chào chị, em chào chị nhá. Mời em chào chị, em về. Em ơi. Dạ. Em thấy gia cảnh nhà này thế nào? Em thấy nhà chẳng có gì cả. Mà không, em không hiểu anh Côn chơi vào cái gì. Lợ lần chồng chất, vợ thì ốm yếu,
Vâng, em nhìn thương quá anh ạ. Thôi, khả năng em quay lại cho người ta ít tiền. Vâng, vâng. Giúp được người ta thì giúp. Vâng. Chị ơi, bọn em không có nhiều chị ạ. Em nhìn thấy gia cảnh chị khó khăn, chị để bệnh tật như này, anh Côn thì cũng không giúp đỡ được cho chị đúng không? Thì bên em có chút tấm lòng của chị, thuốc thang, chị cố gắng vượt qua khó khăn này chị nhé. Thôi tôi không nhận được đâu chú ơi. Thôi chị cố gắng nhận giúp em với, đây là bên em muốn giúp đỡ chị vượt qua khó khăn này thôi. Thôi chị nhận đi, rồi em về nhé. Dạ. Rồi em về. Ơi, ai mà đến tìm chồng vợ cứ bảo chồng không có nhà nhá. Chắc chồng lại lợ lần người ta chứ gì. Lợ lần cái gì? Ô, mà vợ có tiền ở đâu ấy? Đưa cho tiền cho chồng để chồng đi gỡ mà. Thôi em xin anh, đừng có cờ bạc nữa, nhà mình cần gì còn gì nữa. Đưa đây, đưa đây. Ui, nghe lại có chuyện gì rồi nữa hay sao ấy? Mày quá có tiền để gỡ rồi anh ạ. Thằng này, thì ra mày vẫn ở đây. Đây là số tiền tao gửi vợ mày để chạy chỗ thức thang. Mà tại sao mày lại mang đi cờ bạc? Vợ mày hiền quá nên mày bắt đạt đúng không? Vậy thì để đời dạy cho mày một bài học. Thôi, dừng đi em. Có đau không em? Dạ, đau anh ơi, đau. Thôi, tuy không phải người thân ruột thịt, nhưng anh vẫn muốn nói em một điều. Theo cờ bạc thì chúng ta sẽ mất đi 3 điều quý giá nhất. Một là tiền bạc, hai là thời gian, và ba là lương tâm. Chị ơi, chị có sao không chị ơi? Chị ơi, anh ơi, không sao không anh ơi? Sao? Ừ, em ơi, em có sao không em ơi? Em ơi, tỉnh đi em ơi. Ủa, anh sai rồi em ơi, tỉnh lại đi em ơi.